mặt tại giải và cọ sát với những đội bóng hàng đầu châu Á. Set thiếu thứ nhất của trận này đã diễn ra rất hấp dẫn với tỷ số là 26-24 nghiêng về phía các cầu thủ Iran. Ở set thiếu thứ hai này thì các cầu thủ Iran phá bóng trước. Bám chắn thành công. Soleimani lại ghi điểm với một tình huống bám chắn. Ở set thiếu thứ nhất thì Soleimani đóng vai trò quyết định trong chiến thắng của Iran. Điểm số đầu tiên của set thi đấu thứ hai đã thuộc về các cầu thủ Iran, nhà đương kim vô địch của giải. Bóng vẫn trong sân. Ở set thiếu thứ nhất thì Ấn Độ là đội bóng đã liên tục dẫn điểm, mặc dù bị đánh giá thấp hơn so với Iran nhưng Ấn Độ đang chơi rất tự tin. Không thực sự có một cầu thủ nào nổi bật trong đội hình của đội Ấn Độ trong trận đấu này cũng như ở trận đấu trước các cầu thủ Australia. Tuy nhiên Ấn Độ lại đang phối hợp với nhau rất ăn ý. Những tình huống tấn công và phòng thủ của Ấn Độ luôn nhịp nhàng. Bóng đã đi ra ngoài. Cú đập quá mạnh và không thể có một tình huống bắt bước một thành công của Dilip. Soleimani. Bóng đã đi ra ngoài. Điểm được nâng lên 3-2 cho Ấn Độ. Cũng giống như trong set thi đấu thứ nhất, Ấn Độ lại là đội bóng có được những điểm số đầu tiên dẫn trước. Đường chuyền tốt của Vardy và sau đó là cú đánh thành công của Mobasiri. Mặc dù mới là những điểm số đầu tiên của set thi đấu thứ hai, tuy nhiên có vẻ như kịch bản của set thi đấu thứ hai lại diễn ra khá giống với những gì đã diễn ra trong set thi đấu thứ nhất. Pha bỏ nhỏ rất thông minh của Soleimani. Một cú đánh chéo góc của Soleimani. Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng không thể có tình huống cứu bóng thành công của đội trưởng Ấn Độ Ukhapadhyay. Một cú đập rất dũng mãnh. Cú đánh từ sau vạch 3m của Prabha. Prabha có cái tên đầy đủ là Prabha Garan. Không thể có nỗ lực cứu bóng thành công. Cú đánh rất mạnh của Karimi. Tỷ số vẫn đang nghiêng về phía Ấn Độ 6-5.
là bám chắn thành công. Tình huống bám chắn thành công của Karimi. Karimi có chiều cao là 2m02. Khả năng bật nhảy của Karimi là khá tốt. Cú đập rất cắm. Và cái điểm là của Vasnap, và Vasnap cũng sẽ là cầu thủ giao bóng. Rõ ràng là các cầu thủ Iran đang chơi tốt hơn nhiều so với set thi đấu thứ nhất. Cho dù xét về điểm số thì họ vẫn chưa có sự nhỉnh hơn so với đối thủ Ấn Độ. Những tình huống phối hợp tấn công của các cầu thủ Iran đã rõ ràng và nguy hiểm hơn. Các cầu thủ Iran với kinh nghiệm tốt hơn đang thể hiện họ đã nắm bắt được một phần lối chơi của đối thủ.